Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Với chiến thắng 3-1 trước Lip Sandbox, tập thể Gen.G lại thêm một lần nữa góp mặt ở chung kết và họ đang đứng trước cơ hội lớn có lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp vô địch LCK. Nhắc tới chiến tích của Gen.G, hào quang hiện lên đằng sau gương mặt của Joby và Ruler. Tuy nhiên sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến Doran, một người có đóng góp vô cùng thầm lặng trong một chiến thắng của Gen.G. Khi mà meta đang dần chuyển dịch xuống đường dưới, thì vị trí đường trên luôn cần một tuyển thủ có khả năng tự chơi và hỗ trợ đồng đội trong các pha combat về sau. Và người làm điều đó tốt nhất ở LCK thời điểm hiện tại sau rút không ai khác chính là Doran. Doran, tên thật là Choi Hyun-jun, sinh ngày 22 tháng 7 năm 2000. Anh từng có một sự nghiệp game thủ khá thăng trầm trước khi gia nhập Gen.G và thi đấu hết sức thành công ở thời điểm hiện tại. Doran khởi đầu sự nghiệp với vị trí đường trên của KG Seoul, một đội tuyển bán chuyên từng tham gia hai kỳ KSPA Cup. KG Seoul đã tạo ra một cơn địa chấn vào năm 2018 khi họ đánh bại một đội tuyển chuyên nghiệp tại LCK là Hanwha Life, sau đó mới chịu thua Damwon ở vòng loại trực tiếp. Nếu như nhìn vào đội hình Seoul ở thời điểm đó, ngoài Doran, chúng ta còn có những cái tên đình đám khác như Guma Yushi, Dirun Elim. Có thể thấy ngay từ những ngày đầu tiên, Doran đã được sát cánh bên cạnh những người đồng đội không hề tầm thường. Có lẽ vì thế mà tài năng của anh có thể phát triển nhanh và được Griffin để mắt. Doran gia nhập Griffin vào mùa hè 2019. Tại đây anh phải dàn xuất thi đấu chính thức với người chơi đường trên vô cùng kỳ cựu là Sor. Bằng tài năng của mình, Doran liên tục được đánh chính trong giai đoạn LCK mùa hè 2019. Anh có lần ra quân đầu tiên trong mùa áo của Griffin là trận gặp Damwon ở tuần thứ 6. Top lane mới của Griffin đã có màn trình diễn không tồi. Tuy nhiên trong một ngày mà Damwon thể hiện khả năng giao tranh tổng quá mạnh, Griffin chịu thất bại với tỷ số 0-2. Mặc dù nhận thua trong trận ra quân, nhưng Doran vẫn tiếp tục thi đấu ở tuần tiếp theo. Thực tế, anh đã không làm người hâm mộ thất vọng khi thi đấu sáng nước hơn hẳn so, đặc biệt trong trận đấu gặp SKT1. Dù không thể giúp Griffin giành chiến thắng, nhưng Doran có màn trình diễn khá tốt trước Kham. Khi mọi thứ đã vào form, Doran tiếp tục thi đấu ổn định và góp công lớn giúp Griffin tiến thẳng vào trận chung kết LCK hè 2019. Nhưng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, khi lần nữa phải đối mặt với một Khan quá kinh nghiệm, Doran đã không thể hiện được quá nhiều và đang ngẩm ngùi nhìn SKT nâng cao chiếc cúp vô địch. Để với chung kết thế giới 2019, bất chấp việc có một màn trình diễn khá ổn ở giai đoạn mùa hè, Doran vẫn phải liên tục ngồi dự bị nhường chỗ cho Sor. Lý do đơn giản vì Sor có quan hệ rất tốt với ban giám đốc điều hành tại Griffin. Có lẽ việc để Doran dự bị cũng là lý do lớn nhất khiến đội tuyển này có một thất bại tương đối đau đớn trước Invictus Gaming ở trận tứ kết. Toàn đội Griffin đã chơi cực tốt, chỉ ngoại trừ con cừu đen Sor. Nếu lúc đó người đi top là Doran, Griffin chưa chắc đã thắng, nhưng khả năng cao Doran sẽ không nát bét trước The Shy. Cuối năm 2019, sau hàng loạt những lùm xùm, Doran lựa chọn chấm dứt mối lương duyên cùng Griffin và gia nhập Dragon X. Tại đây anh tiếp tục đồng hành với đồng đội cũ là Joby. Cả hai nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thay thế và biến Dragon X từ một đội tuyển tập trung trở thành một thế lực. Bằng chứng là ngay mùa xuân, họ kết thúc vòng bảng với 14 chiến thắng và 4 thua, bằng điểm với hai ông lớn là T1 và Gen.G. Để với vòng playoff, họ đánh bại Damwon để giành vé vào bảng kết và chỉ để thua trước T1. Doran là nhân tố làm nền tuyệt vời cho Dev và Joby. Tiếp đối thành công bước đầu ở mùa xuân, Doran tiếp tục thể hiện mình là một đường trên ổn định với vẻ tướng rộng và kỹ năng không tồi trong giai đoạn mùa hè. Anh là nhân tố cực kỳ quan trọng khi giúp Dragon X cán đích ở vị trí thứ hai sau khi vòng bảng LCK hè 2020 kết thúc. Mùa giải mà Doran cùng những đồng đội chỉ để thua 3 trận vòng bảng. Tuy nhiên, đến với trận chung kết LCK năm đó, Doran tiếp tục cho thấy mình vẫn vô duyên với các danh hiệu khi lại lần nữa để thua Damwon ở trận chung kết. Để với chung kết thế giới 2020 với tư cách là hạt giống số 2, Dragon X đã có một màn trình diễn hết sức thuyết phục ở vòng bảng với thành tích 5 thắng 1 thua. Tuy nhiên khi vào tứ kết, kịch bản ở trận chung kết LCK một lần nữa lặp lại khi họ phơi áo 0-3 trước một Damwon quá mạnh thời điểm đó. Với kế hoạch cải tổ mạnh mẽ của Dragon X sau giải đấu tại Trung Quốc, những ngôi sao như Dev, Carrier, Joby và bao gồm cả Doran đều lần lượt rời Dragon X. Chia tay rồng xanh, Doran cặp bên KT và rồi nhanh chóng trở thành một con áp chủ bài. Dù mùa giải 2021 không phải là một năm thi đấu thành công với KT, nhưng Doran vẫn chơi khá ổn. Anh có cho mình 18 lần solo kill trong mùa xuân 2021, 14 của solo kill tại mùa hè 2021. Bên cạnh đó, một thông số cực kỳ ấn tượng khác của anh là 78,3% tỷ lệ thắng đường mùa hè. Ngoài ra, Doran cũng tạo cảm hứng cho khán giả với khả năng chích thời cơ ấn tượng, tiêu biểu như pha cướp Baron
bởi chiêu của Gragas trước Hanwha Life hay cúp sứ giả khe nước trước Dragonite bằng Boomerang của Zuna. Tuy nhiên, một mình Doran là không đủ để gồng gánh một Katie roster quá thiếu ổn định. Họ chỉ xếp thứ 7 ở LCK mùa hè 2021 với thành tích 7-11. Ngoài ra, đội tuyển này cũng không đủ số điểm tích lũy để tham dự vòng loại khu vực Hàn Quốc sau khi kết thúc mùa giải 2021. Doran, Lover Maxson, Genji. Đầu năm 2022, anh được Genji chiêu mộ và đây thực sự là môi trường giúp anh bộc lộ hết khả năng. Về với Genji, Doran ổn định trước đây đã biến thành mắt xích yếu nhất của Genji. Đơn giản vì những roller, Joby, Peanut hay Lehen quá đẳng cấp. Điểm nhấn lớn nhất mà Doran để lại chỉ là con bài Ashan đáng quên tại bảng đấu quyết định. May mắn thay, sang mùa hè, Doran trình diễn một bộ mặt mới. Anh cho thấy mình là một tuyển thủ hoàn chỉnh, không cần dồn nhiều tài nguyên, sẵn sàng hy sinh vì đồng đội và giữ nhịp đường trên một cách ổn định. Không chỉ có vậy, Doran còn có khả năng chấp thời cơ ấn tượng và là nhân tố vô cùng quan trọng giúp Genji tiến tới trận chung kết LCK hè. Lâu lắm rồi, Genji từ khi thay tên đổi họ mới có một người đi đường trên phù hợp đến vậy. Doran đang khiến cho các fan gợi nhớ đến cái tên huyền thoại của đội tuyển là Kubi. Một người chơi tuy không quá nổi bật với kỹ năng cá nhân, nhưng lại là mẫu tuyển thủ chơi thủ hòa cực tốt. Một khi đã để Kubi dẫn trước, những đối thủ của anh thường sẽ bị lăn cầu tuyết đến nghẹt thở. Và khi không thắng được, Kubi cũng là bức tường vững chãi, che chắn cho Roller và Crown. Doran hứa hẹn sẽ là cái tên kế thừa xứng đáng cho vị trí mà Kubi để lại. Anh đang đứng trước cơ hội có thể làm được những gì mà đàn anh đã từng làm trong quá khứ, thậm chí là tốt hơn nếu như vô địch LCK lẫn chung kết thế giới. Trước mắt Doran đã là trận chung kết lịch sử. Chúc cho anh và Genji sẽ có lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Đó cũng là phần thưởng trân quý cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.